Đây là một ngày bình thường. Tom sáng đi học về, chiều phụ giúp nhà, giúp việc nhà. Con đang làm gì? Con rửa chén giúp ai? Ok. Có nghĩa rằng là Tom đang rửa chén và Tom giúp cô Hoài. Con giúp cô Hoài có nghĩa là giúp ba mẹ không? Ừ. Tom rửa được mấy cái chén rồi? Ba cái chén. Giỏi. Đâu, Tom rửa một cái chén cho ba xem nào. Giỏi. Tom rửa chén vậy nó có sạch sẽ không? Ừ. Tốt. Ừ, con rửa với xà bông hả? Ok, tốt. À, ngày nào Tom cũng đi học về rồi Tom rửa chén hết hay sao? Ngày nào Tom cũng phụ cô Hoài. Vậy là thấy ổn đấy, tốt đấy. Con có thích công việc rửa chén này không? Con thấy rửa chén này nó có đem lại lợi ích gì cho con không? Lợi ích như thế nào? Nó chặt, tại vì nó không có giò. Ok. Tốt. Con rửa chén thì cho nó sạch và nó không có dơ chén nữa đúng không? Ok, tốt. Cô Hoài bỏ tay ra nào để ba quay Tom về cái này để ba đưa lên mạng. Ok, Tom rửa thêm một cái dĩa nữa rồi. Rất giỏi. À, mỗi lần Tom rửa vậy lại rồi cô Hoài có rửa lại không? Không luôn à? Ghê vậy rồi ai mà dám ăn mấy cái chén cơm Tom rửa? À, Tom rửa cũng có nghề nha. Mặc dù Tom không cao, Tom thấp chủng à. Rồi giỏi. Tom lùn chủng à, nhưng mà Tom bắt cái ghế lên và một cái ghế lớn và một cái ghế nhỏ. Sau đó Tom đứng lên. Lâu lâu Tom mệt thì Tom ngồi xuống. Tom rửa rất là kỹ, rửa rất là chuyên nghiệp. Tom rửa một cái chén to này, một cái chén nhỏ và một cái đĩa to. Chén, đĩa và tô đều rửa được đúng không? Đúng. Cái gì tao cũng rửa được à? Ok, giỏi thế không biết. Chà, cái gì tao cũng rửa được hết trong nhà này. Thế con biết rửa đũa không? Biết. Đâu, con rửa cái đũa cho ba xem nào. Chà, chuyên nghiệp nha. Ồ, giỏi chưa? Ôi. Hay đó. Nói chung thì con giúp được việc nhà rất là nhiều, từ lau nhà cho đến rửa chén. Rồi, giỏi, thôi con để lên đó đi, cũng được. À, con biết xếp vào chỗ rửa chén, xếp vào cái đũa, chỗ đũa, để đũa. Giỏi, con rửa ly luôn à. Ồ. Ok, tốt. Con làm công việc này là tự nguyện con hay là có ai ép buộc con không? Tự con hay sao? Con yêu thích công việc rửa chén hay như thế nào? Con nói lại đi. Yêu thích công việc rửa chén. À, con yêu thích công việc rửa chén. Mai mốt lớn lên con có muốn rửa chén không? Giỏi. Sau này con lớn lên con sẽ giúp mẹ, giúp ba và giúp vợ của con nha. Đây là công việc hàng ngày của Tom. Tom đi học về, Tom giúp mọi người trong nhà và Tom rửa chén, rửa đĩa. Tom làm rất kỹ, rất sạch. Tom rửa rất là kỹ và ai cũng thích Tom cái công việc rửa chén này của Tom hết. Rồi. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình rửa chén của Tom. Và đến đây là chương trình rửa chén kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình khác. Chào tạm biệt. Tom bye bye đi. Tom bye bye. Bye bye.